Đây là coi gì em giới thiệu coi. Ốc gai. Giờ cũng là 2 giờ trưa rồi, 2 giờ rưỡi rồi. Không có ai hết, hôm nay trong tuần. Đang kêu ghẻ mà ghẻ chưa ra. Tùy theo mùa. Năm nay trước đi rồi, chút nữa kia sao? Chủ yếu là mình đi ăn, nó có mưa. Sò gai. Anh muốn ăn tôm nữa. Con này là con sò gai. Con sò gai ở Mũi Nai. Tôi xin chấm nào đó. Chấm này nước mắm đi. Ok. Sò tổ nướng với hành, thường ăn sốt gì đó ngon, có thơm và có nhiều cho nó sạch. Sò tổ có đậu phộng, có món hành. Đem một dĩa cơm xào hải sản.
Anh hết. Còn xương nữa hả? Rửa tươi cho nó mát, bà chim nói. Ăn hết. Ăn hết luôn. 2 giờ rưỡi mới ăn. Tối. Ngon không em? Ngon lắm. Ăn không muốn ai. Đây là muối nai, đồi muối nai. Trước hồi xưa là ở đây là người ta bán hàng tùm lum, bây giờ hết. Bây giờ thành hả? 6 giờ hay 5 giờ? Mà nãy có chỉnh lại chưa? Chỉnh rồi. 4 giờ 40 phút. Ủa tại sao của tôi thằng dưới rồi? 4 giờ 40. Ở mũi nai sắp đi về rồi. Đây. Trời nó còn đẹp. Gần 5 giờ chiều mà mặt trời vẫn đẹp. Thị xã Hà Tiên cũng còn là thị xã. Đi qua đường đây đi. Đúng rồi phải không?